Chào bạn. Dạ, chào bạn mới về đúng gốc. Đây đây. Ờ. Quýnh giò gà luôn Úc ơi. Còn mấy cúp bê. Hay quá. Giò gà rồi. Ủa, gì được rồi, trúng đi, có điểm đi, từ từ quýnh. Chắc là miếng rồi, rồi miếng rồi, rồi đủ ăn rồi. Nó tự vô gà lại chứ đâu. Đầu cơ mới. Vô gà luôn, quýnh bình thường gì đâu. Như cái gì trời. Vô gà thả luôn cũng được. Nói à, đúng rồi. Cái này thả không nổi đâu nghe. Nói à, đúng rồi. Ăn quá ăn. Ăn mới ngon. Cơ quýnh nó vô càng ăn nhiều càng ngon. Mà cái lẩu này đang dướng. Nếu là anh có thấy chưa? Cái trời ơi, hay quá Úc ơi. Trời ơi, đừng đá nha em. Gắn lên, gắn lên. Qua miếng nữa. Rồi thôi. Chơi quan tâm mình nổi. Bị giấy mà sợ giấy rồi mấy. Sợ giấy. 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 Sợ